ra thế giới, cuốn cẩm nang chi tiết về du học và săn học bổng. Săn học bổng có phải chỉ dành cho người cực kỳ giỏi? Làm sao để trang bị kỹ năng và kiến thức để trở thành một thợ săn học bổng? Đừng chần chừ, du học và học bổng không dành cho người giỏi nhất mà dành cho người phù hợp nhất. Cùng trở thành thợ săn siêu hạng về cuốn sách Bước ra thế giới. Đặt trước ngày hôm nay. Đây là bài viết 5 điều mình nhận ra sau 1 năm đi du học ở Canada của tác giả Quân Phan. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Các bạn nghĩ thế nào về chuyện du học? Các bạn thử nghĩ xem nếu như bản thân mình phải tự tìm tòi sinh tồn ở một đất nước xa lạ thì sẽ như thế nào, sướng hay khổ nhiều hơn? Thực sự là mình đã học được quá nhiều bài học để đời chỉ sau 1 năm rời bố mẹ và bạn bè ở Việt Nam để sang tỉnh Winnipeg, Manitoba ở Canada. Một đất nước có chiếc cờ hình lá phong rất nổi tiếng với những du học sinh quốc tế. Rất nhiều người muốn đến đây để học và sinh sống, để tìm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, liệu điều đó có thật sự dễ dàng và sung sướng như là mọi người nghĩ không? Sau đây là 5 điều lớn nhất mà mình, một thanh niên mới 19 tuổi ngộ ra được sau 1 năm chinh chiến ở Canada. Mình biết là đã có kha khá bài viết về vấn đề này, nhưng nó cũng là động lực để mình tự chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Vì mình biết là góc nhìn và câu chuyện của mỗi người một khác, nên nếu mình chia sẻ thì các bạn cũng sẽ có thêm một góc nhìn mới. PS, lưu ý, đây chỉ là góc nhìn cá nhân và hoàn toàn đó là từ những trải nghiệm của bản thân mình, không phải của hầu hết tất cả mọi người. 1. Màu hồng không phải là màu dành cho cuộc sống du học ở Canada. Chắc hẳn là các bạn cũng đã từng xem qua các video của các du học sinh Việt Nam đi trước ở trên YouTube hay là các bài viết trên các diễn đàn. Thường đó sẽ là các trải nghiệm tốt, tích cực ở nơi mà các bạn đó du học. Nào là đi chơi đàn đúm với bạn bè, nhà ở sang chảnh, đi ăn đi mua sắm khắp nơi. Nói chung là nhìn sướng đúng không? Mấy điều đó sẽ khiến các bạn nghĩ rằng là giá như mình được ra khỏi Việt Nam để xuất ngoại đi du học như thế, nhìn ngầu thôi rồi, chắc là bên đó vui hơn gấp mấy lần ở Việt Nam. Thế nhưng mà thực ra, đó chỉ là một trong những số ít khoảnh khắc mà du học sinh có thể trải nghiệm được thôi. Bức tranh toàn cảnh không đẹp đẽ như thế đâu các bạn ạ. Cuộc sống du học thật sự rất khó khăn, dễ 1, khó 10, đó là điều mà mình phải công nhận. Cũng như các bạn, trước khi du học thì bố mẹ bảo là sẽ cho mình đi học ở Canada. Mình vui lắm bởi vì nghĩ là trở thành du học sinh thì sẽ oách lắm, chắc chắn là mình sẽ phải đi. Hay là cuộc sống mình chắc chắn sẽ tốt hơn khi ở Việt Nam. Nhưng mà khi sang đây thì mọi thứ gần như chống lại mình. Lịch học rất nhiều, thầy cô giảng bài nhiều khi khó hiểu, bạn bè thì từ khắp thế giới. Tuy nhiên, họ chỉ chơi với những người đồng hương. Như là người Ấn Độ chơi với Ấn Độ, Tây thì chơi với Tây. Trường mình thì rất ít người Việt Nam, cộng thêm việc vùng mình học khá là hẻo lánh, chỉ có tổng dân số khoảng 700.000 người, cho nên ngoài thời gian học ra, mình có rất ít thứ để làm. Xui xẻo nữa là trường mình học thì đa số là online, điều đó làm cho kết bạn trở nên khó khăn hơn nữa. Và ngoài ra thì kỹ năng nói của mình còn chưa thạo, nói gì đến việc kết bạn với người bản địa ở đây. Đấy là mình còn chưa nói đến khoản đi làm thêm. Việc làm part-time thì tìm rất dễ, tuy nhiên để làm được việc thì sẽ khá là khó. Nếu bạn chưa từng có kinh nghiệm đi làm ngành food and beverages, thì để làm quen với việc ở đây sẽ khá là mất thời gian. Mình đã từng bị một cô chủ tiệm phở cho nghỉ việc chỉ sau 3 buổi làm vì sợ là mình sẽ không quen việc nhanh. Môi trường làm việc thực sự rất khắc nghiệt, chứ không phải kiểu chiêu chiêu như ở Việt Nam đâu. Bởi vì nhu cầu ăn ngoài của người Tây ở đây là rất cao, nên các tiệm ăn thường rất đông. Và những điều ở trên đã dẫn đến sự ngộ giác thứ hai của mình. Tự lập sớm là một lợi thế cực lớn và rất cần thiết. Hồi ở Việt Nam, mình được sống và nuông chiều như một công tử thực thụ. Một chàng công tử chả biết làm gì ngoài ăn, học và chơi game. Nhưng mọi thứ đều trở thành những khó khăn khi đi du học. Chính vì những khó khăn đó, cộng với việc không có bố mẹ ở cạnh để giúp đỡ, mình đã phải tự học rất nhiều thứ. Mình phải tự nấu ăn này. Giống nhiều bạn ở Việt Nam, mình lớn lên trong một gia đình mà luôn có người làm hết mọi việc trong nhà. Từ lau dọn, giặt quần áo cho đến nấu ăn. Mình không bao giờ phải nấu ăn cả. Tuy nhiên, khi sang Canada, mình phải tự quyết định là tuần này sẽ đi chợ mua đồ gì, hay là hôm nay nấu món gì, và phải học lại từ đầu từ A đến Z.
Chính vì thế cho nên giờ mình đã có thể tự nấu khá là nhiều món rồi, cho nên là không chết đói được. Rồi mình phải tự sửa đồ này. Ở Việt Nam, mỗi khi có đồ nào hỏng, bố mình thường là người sửa. Thế nhưng mà ở Canada, nơi mà mọi người hay sử dụng đồ cũ, thì chuyện phải sửa đồ gần như là thành chuyện cơm bữa rồi. Mình phải tự học cách nối dây điện này, sửa quạt, thay bóng đèn, sửa ống nước, vân vân. Còn rất nhiều thứ khác như là chuyện tự chăm sóc bản thân khi ốm, tự thúc đẩy bản thân cố gắng mỗi khi nhụt chí. Có cái lớn hơn là mình phải tự định hướng tương lai và nghề nghiệp bản thân. Mình hoàn toàn thành người thuyền trưởng tự đèo lái con thuyền của mình. Nhiều lúc thực sự là thấy nhớ cuộc sống ở Việt Nam kinh khủng. Nhớ những bữa ăn mà mình không phải tự nấu, nhớ những lần được bố mẹ giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Nói chung là nhớ cuộc sống vô lo vô nghĩ trong vòng tay của bố mẹ. Nên là bạn nào còn đang ở với bố mẹ, được bố mẹ chu cấp đầy đủ, thì hãy cố mà tận hưởng nốt đi. Vì sớm muộn gì, các bạn cũng sẽ phải tự đi bươn trải cuộc sống thôi. Giờ đây mình phải tự bước chân ra thế giới người lớn rồi. Nhưng mà chính vì việc du học này mà nó đã khiến mình trưởng thành và tự lập trước tuổi hơn rất nhiều. Đó là một trong số những lý do mà mình không hối hận khi đi du học. 3. Văn hóa đọc sách. Chúng ta đa số chỉ đọc sách khi hồi còn ngồi trên ghế nhà trường thôi. Thầy cô chỉ định đọc quyển nào thì chúng ta sẽ đọc quyển đó. Chúng ta hầu như không bao giờ tự mình mua một quyển sách và có giá trị giáo dục hay là có thể mang thêm kiến thức. Đó là vì giáo dục đã khiến việc đọc sách trở nên nhàm chán và thụ động từ khi ta vào lớp 1 rồi. Nhưng khi mình sang đây, văn hóa đọc sách được phổ biến rất rộng rãi. Mình nói chuyện với ai, người đó cũng đều có ít nhất 3 đến 4 quyển yêu thích. Con gái thì thích đọc thể loại fiction, những câu chuyện không có thật, xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả. Con trai đàn ông thì thích đọc non-fiction, những sách mà mang tính giáo dục và đem lại kiến thức cho người đọc như hồi ký, ở các sách về kinh doanh, về kinh tế, lịch sử, vân vân. Ảnh hưởng từ họ, mình đã bắt đầu tự tìm mua sách ở đây bằng tiếng Anh về đọc. Khởi đầu là cuốn Atomic Habits, Thói quen nguyên tử của James Clear. Và ngoài ra thì còn có cuốn Rich Dad Poor Dad, Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki và đã tạo dựng được thói quen đọc sách mỗi ngày. Đó thực sự là một thói quen mà đã thay đổi cuộc sống của mình. Mình đã nhìn cuộc sống theo những góc nhìn hoàn toàn khác, theo một hướng tích cực hơn. Giá như mình đã dành nhiều thời gian đọc sách hơn hồi còn ở Hà Nội thì tốt biết mấy. Về giá trị và tác dụng của việc đọc sách thì mình sẽ không viết ở đây, vì các bạn có thể tìm thấy chúng ở trên YouTube và các bài blog khác, rất nhiều người đã viết về chúng. Các bạn có thể xem Ali Abdal trên YouTube, có 3,9 triệu subscribers ở thời điểm mà mình viết bài này. Mình rất thích xem anh chàng YouTuber người Anh gốc Ấn Độ này vì đã review rất nhiều cuốn sách hay và đã recommend rất nhiều tips để cải thiện cuộc sống. 4. Rất nhớ văn hóa gần gũi của người Việt mình. Lúc mà mình sang đây và tiếp xúc với người Tây, người bản địa ở đây, cũng như qua lời kể của người quen mình ở đây, thì mình mới biết được rằng là Tây họ rất ít khi tụ họp để ăn uống hay giao lưu giữa những người bạn hay là những người trong gia đình, bởi vì họ sống rất tự lập. Mình được có cơ hội đi nhóm ở một nhà thờ người Việt ở đây, do mình theo Chúa, và mọi người đều rất là gần gũi. Mọi người rất hay tụ tập sau giờ nhóm để đi chơi, nấu nướng và ăn uống cùng nhau, khiến cho đời sống du học sinh của mình cũng được vui vẻ hơn phần nào. Mình chợt nhận ra là người Việt mình cũng hay như vậy, hay tụ tập, nói chuyện hay ăn uống, khiến cho mối quan hệ của chúng ta rất gần gũi. Mình rất thích như thế, điều đó càng khiến mình trân trọng nơi mình sinh ra hơn. 5. Tuổi trẻ là một lợi thế lớn chúng ta cần tận dụng. Sau một năm du học, mình đã có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với rất nhiều người lớn tuổi ở đây. Có thể kể đến như là những bác U50, U60 trong nhà thờ mình hay những cô chú sinh viên quốc tế tuổi đã ngoài 40. Sau những cuộc nói chuyện với họ, mình đã nhận ra được rằng mình đang lãng phí tuổi trẻ của mình như thế nào. Chúng ta, những người trẻ, hay nghĩ rằng là mình có vô hạn thời gian trong cuộc sống này, nên hay có xu hướng lãng phí, trì trệ, không làm những thứ có ích vì nghĩ rằng là lúc sau mình làm cũng được, mình còn nhiều thời gian mà. Chúng ta hay dành thời gian rảnh để chơi game, lướt mạng xã hội, chat chít hóng chuyện với bạn bè hay ghen tị với thành công của người khác. Đáng ra, khi ta còn trẻ như này, mình nên dành thời gian để đọc thêm sách, tìm hiểu thêm kiến thức, trau dồi thêm kỹ năng mới, để sau này nó sẽ có lợi ích lâu dài, mình đỡ phải học lại.
Đáng ra ta nên tìm hiểu thêm các ngành nghề, tìm hiểu thêm về đầu tư tiền bạc, tài chính cá nhân hay tìm cách để cải thiện công việc mà mình đang làm. Những cô chú mình từng nói chuyện cùng rất sốc khi biết mình mới 19 tuổi. Thường những người lúc mới qua Canada để thay đổi cuộc sống, họ đã ngoài 30-40 hết rồi. Và họ khuyên mình là phải tận dụng tốt lợi thế này để phát triển và học hỏi, vì mình còn rất nhiều thời gian để tạo dựng cuộc sống ở đây, chứ không phải như họ. Vậy nên, các bạn cần biết là khi các bạn còn trẻ, hãy biết rằng các bạn có rất rất nhiều lợi thế đấy. Hãy sử dụng tuổi trẻ của bản thân để học hỏi từ những người đi trước, học từ những sai lầm của họ để giúp mình không bị lặp lại chúng. Hãy đọc thêm sách, học thêm nhiều kỹ năng có ích như là kỹ năng viết, kỹ năng marketing, thuyết phục hay kỹ năng sống như là nấu ăn, rất quan trọng, rồi sửa đồ, dọn nhà, v.v. Đó chính là 5 điều mà mình đã học được sau 1 năm du học ở Canada. Mình thực sự rất biết ơn bố mẹ vì đã giúp mình qua đây học, khiến mình học được những bài học mà mình sẽ khó nhận ra nếu không đi du học. Chính nhờ du học mà mình đã tạo dựng được thói quen đọc sách, học được các kỹ năng sống tự lập, những kỹ năng mà khi ở Việt Nam sẽ khó học được nếu vẫn ở với bố mẹ. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhịn là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Mình là Khánh Linh. Bye!